Và tiếp theo thì mình sẽ đánh giá cái tiềm năng tăng trưởng của FPT ở cái mảng thứ hai, đó chính là mảng dược phẩm. Và mình đánh giá là cái mảng dược phẩm này cũng chính là cái mảng mà có thể giúp cho FPT có thể booming về mặt doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới. Chào mừng tất cả anh chị em đến với chuyên mục cổ phiếu 10 phút của Team Tech Profit. Mình là Kim Chi và trong video lần này mình sẽ tiếp tục mang đến cho anh chị em nhà đầu tư những cái phân tích và nhận định của team về một mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành bán lẻ. Cụ thể đó chính là mã cổ phiếu FLT của công ty cổ phần kỹ thuật số bán lẻ FPT. Anh chị em hãy đồng hành cùng mình trong hơn 10 phút tiếp theo của video nhé. Và trước khi vào phân tích những cái yếu tố cơ bản của cổ phiếu FLT thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái lý do mà tại sao mình đã lựa chọn cái cổ phiếu FLT để phân tích. Thì mình sẽ đi tiến hành phân tích cái mã cổ phiếu FLT này về mặt kỹ thuật. Và mình lựa chọn bộ công cụ của TechProfit để phân tích. Anh chị em muốn sử dụng bộ công cụ này thì có thể truy cập techprofit.vn, đăng ký tài khoản là đã có thể sử dụng miễn phí bộ công cụ trong vòng 30 ngày rồi. Và sau khi vào được cái phần trang chủ thì mình sẽ chọn vào phần phân tích kỹ thuật và chọn đây, mình sẽ chọn phần phân tích kỹ thuật trước. Sau đó thì thường là mình sẽ có xu hướng phân tích từ ngành đến cổ phiếu, cho nên là mình sẽ lựa chọn cái phần biểu đồ ngành. Thì hiện tại những cái nhóm ngành đang có cái sức mạnh là thể hiện vượt trội so với index. Ở đây có nước này, y tế này, vật liệu xây dựng và có bán lẻ. Thì mình sẽ chọn cái nhóm bán lẻ vào đây. Đó, cái sức mạnh của nó đang lớn hơn VN Index. Và khi mà mình chọn vào phân tích từng cái cổ phiếu trong cái nhóm bán lẻ này. Đó, thì hiện tại PNG này, FRT đang là những cái cổ phiếu khỏe nhất trong cái nhóm bán lẻ này. Và với cái cổ phiếu PNG thì trong cái series phân tích cổ phiếu 10 phút thì mình đã có cái video phân tích về cổ phiếu này rồi, cho nên là trong tuần này thì mình sẽ lựa chọn phân tích về mã cổ phiếu FRT. Đó là đánh giá sơ bộ về những cái yếu tố kỹ thuật của cái cổ phiếu FRT này. Còn về cơ bản thì sao? Trước khi đi vào phân tích cái những yếu tố cơ bản của cổ phiếu này thì mình cũng sẽ giới thiệu qua về cái khóa học 4 buổi của anh Linh Phan bên TechProfit. Cái khóa học này thì sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7. Và cái trong cái khóa học này thì anh chị em sẽ được anh Linh mang đến những cái kiến thức liên quan đến phân tích cổ phiếu này, phân tích nhóm ngành, và từ đó sẽ có thể lựa chọn được những cái cơ hội đầu tư khá là an toàn cho mình trong cái thời gian này. Và như tất cả những cái video cổ phiếu 10 phút khác thì mình sẽ đi phân tích mã cổ phiếu này qua 3 phần. Phần đầu tiên đó chính là tổng quan về FRT. Phần thứ hai đó là mình sẽ đánh giá xem FRT có phải là một cổ phiếu an toàn để đầu tư hay không. Và phần cuối cùng là mình sẽ update những cái tiềm năng tăng trưởng của FRT trong tương lai. Đi vào phần đầu tiên đó chính là phần tổng quan về FRT. Thì công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT hay gọi tắt là FRT Retail thì là công ty liên kết của tập đoàn FPT. Và những cái mảng kinh doanh chính của FRT thì gồm có hai mảng lớn. Đầu tiên đó là mảng ICT, chuyên bán lẻ những cái sản phẩm kỹ thuật số di động như là máy tính bảng này, laptop này, điện thoại di động hay là những cái phụ kiện công nghệ. Và với cái mảng ICT này thì FRT có hai cái chuỗi bán lẻ lớn. Đầu tiên đó chính là chuỗi FPT Shop. Thì đây là cái chuỗi bán lẻ về công nghệ lớn thứ hai trên thị trường tại Việt Nam. Ngoài ra thì còn có cái chuỗi App Studio by FPT. Thì đây là cái chuỗi cửa hàng ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Cái mảng kinh doanh chính thứ hai của FRT đó chính là mảng bán lẻ dược phẩm. Và với cái mảng bán lẻ dược phẩm này thì FRT sở hữu chuỗi nhà thuốc Long Châu. Và cái chuỗi nhà thuốc Long Châu này thì chủ yếu kinh doanh những cái sản phẩm như là dược này, những cái dụng cụ y khoa hay là thực phẩm chức năng. Nói sâu hơn về hai cái mảng kinh doanh của FRT thì mình sẽ đi nói qua về cái lợi thế cạnh tranh của FRT ở cả hai cái mảng kinh doanh chính này. Đầu tiên là với mảng ICT. Thì với cái mảng ICT này thì FRT chính là cái doanh nghiệp chiếm số 1 về mặt thị phần máy tính xách tay và chiếm số 2 về mặt thị phần điện thoại. Tiếp đến là với cái việc kinh doanh những cái sản phẩm, bán lẻ những cái sản phẩm của Apple thì FRT chiếm tới 35% thị phần hàng Apple chính hãng tại Việt Nam. Đối với mảng dược phẩm thì sao? Thì cái chuỗi nhà thuốc Long Châu mà FRT sở hữu đang thể hiện một cái sức bán cũng như là cái doanh thu vượt trội so với những cái chuỗi bán lẻ khác trên thị trường, khi mà doanh thu của FRT thì ghi nhận là khoảng 1,3 tỷ đồng trên một tháng trên một cửa hàng. Trong khi là cái con số này đối với Pharma City hay là với An Khang, là hai cái chuỗi bán lẻ dược phẩm khác trên thị trường, thì đang là mức 370 triệu trên một tháng trên một cửa hàng với Pharma City, và với An Khang thì con số là tầm 700 triệu trên một tháng. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang cái phần thứ hai, đó là cái phần đánh giá xem cái cổ phiếu FRT này có an toàn để chúng ta đầu tư hay không. Và trong cái phần này thì mình sẽ đánh giá qua ba ý chính. Đầu tiên đó chính là đánh giá về cơ cấu tài sản, tiếp theo là cơ cấu nguồn vốn, và cuối cùng thì mình sẽ update một chút về cái kết quả kinh doanh của cái cổ phiếu này trong cái thời điểm gần đây. Đầu tiên là phần cơ cấu tài sản.
thì nhìn vào cái chart bên phải màn hình này, mình có kết luận luôn đó chính là cái tài sản của FRT thì nó đang thể hiện là tăng trưởng khá là mạnh trong hai quý gần đây, cụ thể là từ quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022. Cái cơ cấu tài sản này nó tăng lên và nó mở rộng chủ yếu đến từ việc là cái khoản mục lớn nhất trên cơ cấu tài sản của FRT đó chính là khoản hàng tồn kho, thì nó tăng trưởng rất là mạnh. Và nếu xét về số tuyệt đối thì cái giá trị hàng tồn kho trong hai quý này thì lên tới hơn 5.000 tỷ trên so với cái cơ cấu tài sản là khoảng hơn 10.000 tỷ của FRT và chiếm tỷ lệ là trên 50%. Nhìn vào cái việc hàng tồn kho tăng lên khá mạnh trong quý 4 năm 2021 thì mình có thể thấy được cái chiến lược của FRT trong giai đoạn này. Cái chiến lược cụ thể của FRT ở đây là gì? Đó chính là họ sẽ tích trữ hàng tồn kho để đảm bảo là sẽ có cái nguồn hàng cung ứng đủ cho thị trường trong cái bối cảnh là nguồn cung hiện tại thì đang có dấu hiệu bị đứt gãy do là cái tình trạng phong tỏa từ Trung Quốc cũng như là một phần do cái chiến tranh Nga-Ukraine. Một cái ý khác mình muốn kết luận trên cái cơ cấu tài sản của FRT đó chính là cái việc tỷ lệ tiền trên tổng tài sản thì luôn duy trì ở mức trên 20%, và mình đánh giá chung với cái cơ cấu tài sản này đó chính là FRT thì sở hữu một cái cơ cấu tài sản rất là an toàn và cái cơ cấu tài sản này thì hỗ trợ rất tốt cho cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang phần đánh giá về cái cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Thì nhìn vào cái chart mình thống kê ở bên phải màn hình đây thì mình thấy là đối ứng với sự tăng lên của tài sản thì nguồn vốn cũng tăng lên rất là mạnh trong hai quý gần đây nhất là quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022. Một cái điểm đáng chú ý trên cái cơ cấu nguồn vốn này đó chính là cái tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản thì duy trì ở mức khá là cao, ở mức 5-6%, và cái nợ vay này thì chủ yếu sẽ nằm ở nợ vay ngắn hạn, đó chính là cái khoản màu vàng ở đây, mình thống kê ở đây. Tuy nhiên khi mà mình nhìn sâu vào cái thuyết minh báo cáo tài chính của FRT thì mình thấy là cái lãi suất đối với các khoản vay của FRT thì đang khá là thấp. Cụ thể ở đây mình có nốt lại đó chính là từ 1,8 đến 2,67% đối với vay bằng đô và từ 1,9 đến 4,5% đối với những khoản vay bằng Việt Nam đồng. Do đó thì mình kết luận là tuy sở hữu một cái tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản ở mức khá là cao nhưng cái cơ cấu nguồn vốn của FRT thì không quá rủi ro do là doanh nghiệp này họ tiếp cận được cái nguồn vốn giá rẻ. Và tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang phần thứ ba, đó là update về cái kết quả kinh doanh của FRT trong những quý gần đây, cụ thể là trong quý 1 năm 2022. Thì trong quý 1 năm 2022, FRT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng rất là tích cực. Với doanh thu thì tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm 2021 và lợi nhuận sau thuế thì tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên thì để phân tích kỹ hơn xem là doanh thu và lợi nhuận của FRT nó tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng nào thì mình sẽ nhìn trước khi đi sâu vào thì mình sẽ phải bóc tách trước xem là cái mảng nào đang chiếm tỷ trọng doanh thu lớn. Thì mình có một cái chart ở giữa màn hình đây. Thì mình có là cái doanh thu của FRT thì chủ yếu sẽ đến từ hai chuỗi là FPT Shop và Long Châu. Thì FPT Shop đang chiếm tới 73% doanh thu và Long Châu chiếm tới 28% doanh thu. Đi vào từng mảng thì cái mảng kinh doanh chính là ở mảng ICT với chuỗi bán lẻ FPT Shop thì ghi nhận là mức tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó thì Long Châu tuy là chiếm cái tỷ trọng doanh thu nhỏ hơn nhưng mà cái tỷ trọng trong cái cơ cấu doanh thu ấy đang ngày càng tăng lên. Và cái mức tăng ở cái chuỗi Long Châu này thì nó ghi nhận tăng trưởng tích cực hơn và ghi nhận mức tăng trưởng là tới 271% so với cùng kỳ năm 2021. Và cái kết luận của mình ở đây đó chính là cái kết quả kinh doanh trong quý 1 năm 2022 của FRT thì tăng trưởng tích cực và nó đến từ cả hai mảng kinh doanh chính, đó là mảng ICT và mảng dược phẩm. Và khi phân tích vào cái kết quả kinh doanh, cái tình hình kinh doanh của những doanh nghiệp bán lẻ thì có hai cái chỉ tiêu mà mình cũng như là các anh chị em trong nghề hay đánh giá nhất, đó chính là cái số lượng cửa hàng đối với chuỗi bán lẻ đó và cái doanh thu trung bình trên tháng trên mỗi cái cửa hàng. Thì ở đây mình có thống kê số lượng cửa hàng của FPT Shop là cái cột màu cam này, số lượng cửa hàng của Long Châu là cột màu xám, doanh thu của chuỗi FPT Shop chính là đường màu xanh và doanh thu trung bình trên tháng trên cửa hàng của chuỗi Long Châu chính là đường màu cam. Thì nhìn chung là FRT họ đang mở rộng cái chuỗi nhà thuốc Long Châu cũng như là cái chuỗi cửa hàng FPT Shop một cách rất là tích cực, đặc biệt là đối với chuỗi cửa hàng nhà thuốc Long Châu. Và tuy là họ mở rộng hệ thống cửa hàng rất là nhanh và tăng cái độ phủ rất là nhanh nhưng mà họ sẽ không bỏ qua cái việc là để ý đến cái hiệu quả kinh doanh của chuỗi cửa hàng này. Và cái điểm tích cực ở đây là gì? Điểm tích cực ở đây là doanh thu trên trung bình trên tháng trên mỗi cửa hàng ở cả hai cái chuỗi là FPT Shop hay là Long Châu thì đều ghi nhận tăng trưởng rất là tích cực ở trong
quý 4 năm 2021 và trong quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ trước đây. Ok, cái động lực tăng trưởng đầu tiên đối với cái mảng ICT ở đây mình đánh giá đó chính là cái việc là FPT họ sẽ liên tục mở rộng cái hệ thống cửa hàng của mình. Và theo cái kế hoạch của ban lãnh đạo, mình có thống kê ở đây đối với mảng FPT Shop thì họ sẽ có kế hoạch mở rộng thêm 100 cửa hàng FPT Shop nữa và nâng tổng số cửa hàng lên là 747 cửa hàng. Và để đánh giá xem kế hoạch nó có khả thi hay không thì mình cùng nhìn vào thực tế. Thì thực tế theo cái số liệu thống kê đến cuối quý 1 năm 2022 thì FPT đối với cái mảng đối với chuỗi bán lẻ là FPT Shop thì họ đã mở thêm được 29 cửa hàng và nâng tổng số cửa hàng lên là 676 cửa hàng. Chính vì thế là mình đánh giá cái kế hoạch mở rộng 100 cửa hàng trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi. Cái động lực tăng trưởng thứ hai đối với cái mảng ICT này đến từ cái việc là FPT họ sẽ tiếp tục mở rộng cái danh mục sản phẩm đối với mảng ICT. Và đối với việc mở rộng danh mục sản phẩm ở đây thì mình sẽ có hai catalyst chính. Và cái catalyst đầu tiên đó chính là cái việc FPT Cinex là doanh nghiệp mà cũng nằm trong cái hệ sinh thái của FPT thì họ đã chính thức trở thành cái nhà phân phối điện thoại cũng như là đồ gia dụng thông minh cho Xiaomi. Do đó thì FPT Shop họ có thể tận dụng cái nguồn hàng từ cái doanh nghiệp nằm trong hệ thống này của mình. Tiếp theo đó là với việc là mở rộng danh mục sản phẩm từ việc là chính thức chào bán thêm dòng laptop gaming. Đối với việc mở rộng cái danh mục sản phẩm đối với dòng laptop gaming này thì họ sẽ tập trung vào việc nắm bắt cái nhu cầu giải trí tại nhà. Và cái động lực tăng trưởng thứ ba của mình mà mình tìm hiểu đối với FPT ở mảng ICT của doanh nghiệp này đó chính là cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm laptop thì dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì là trước đây trong giai đoạn năm 2021 FPT họ được hưởng lợi rất là nhiều từ cái việc là tình trạng Covid xảy ra này và lockdown làm cho cái nhu cầu làm việc online cũng như là học tập online thì nó tăng lên rất là mạnh. Chính vì thế nó thúc đẩy cái nhu cầu tiêu thụ laptop lên rất là cao và FPT họ được hưởng lợi rất là nhiều. Tuy nhiên rất nhiều anh chị em nhà đầu tư cũng như là nhiều anh chị em làm phân tích thì họ có lo lắng về việc là cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm laptop với đối với những cái sản phẩm của FPT thì nó sẽ giảm đi trong năm 2022 khi mà tình trạng lockdown đã không còn nữa. Tuy nhiên thì theo cái tìm hiểu của mình thì cái hành vi cũng như là cái thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng thì đã có sự thay đổi khi mà mọi người thì có xu hướng là sử dụng công nghệ nhiều hơn. Và cái đối tượng sử dụng cái sản phẩm laptop thì cũng đã được trẻ hóa. Trước đây thì tập trung chủ yếu từ mức là sinh viên đến người đi làm. Và bây giờ đối tượng đã được trẻ hóa đến cả học sinh. Chính vì thế là nhìn chung mình đánh giá là cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm laptop trong thời gian tới thì dự kiến đã tiếp tục duy trì ở mức cao. Và cái động lực tăng trưởng thứ ba đối với mạng ICT đó chính là cái động lực tăng trưởng đối với chuỗi F Studio by FPT. Thì cái chuỗi này là cái chuỗi mà chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple và chuyên kinh doanh những cái sản phẩm của Apple thì cái chuỗi này dự kiến là sẽ tiếp tục chiếm thị phần từ cái nhóm là hàng sách tay. Bởi vì sao? Bởi vì là từ giai đoạn dịch xảy ra làm cho chuỗi cung ứng đứt gãy thì cái việc mà sách tay hàng hóa về Việt Nam từ nước ngoài Việt Nam thì khá là khó khăn. Do đó thì người tiêu dùng đã tìm đến những cái chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp nhiều hơn và ngoài ra thì nhà cung cấp cũng đã tạo điều kiện thuận lợi về chính sách bảo hành này cũng như thời gian giao hàng. Do đó thì dự kiến trong tương lai khi mà thói quen tiêu dùng đã dần được thay đổi thì F Studio by FPT thì sẽ tiếp tục chiếm được thị phần từ cái phân khúc hàng sách tay. Và tiếp theo thì mình sẽ đánh giá cái tiềm năng tăng trưởng của FPT ở cái mảng thứ hai đó chính là mảng dược phẩm. Và mình đánh giá là cái mảng dược phẩm này cũng chính là cái mảng mà có thể giúp cho FPT có thể booming về mặt doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới. Đối với mảng dược phẩm ở đây thì mình sẽ chia những cái tiềm năng tăng trưởng ra làm 3 ý. Ý đầu tiên đó chính là tiếp tục đến từ việc là mở rộng hệ thống cửa hàng. Thì trong năm 2022 thì FPT dự kiến là sẽ đẩy mạnh việc mở rộng cái chuỗi nhà thuốc Long Châu và phát triển nó lên một cách rất là nhanh chóng. Thời điểm cuối năm 2021 thì FPT mới chỉ sở hữu 400 cửa hàng thôi. Nhưng mà đến năm 2022 thì kế hoạch của ban lãnh đạo là dự kiến sẽ mở lên tới 800 cửa hàng. Và theo cái update của mình hiện tại thì FPT họ đang sở hữu tới 627 cửa hàng, có nghĩa là họ đã gia tăng được 227 cửa hàng so với số cuối năm 2021. Chính vì thế là mình đánh giá cái kế hoạch của ban lãnh đạo là đến cuối năm mở được 800 cửa hàng là cũng hoàn toàn khả thi. Tuy là cái doanh nghiệp này họ tập trung vào việc mở rộng hệ thống cửa hàng rất là nhanh, tuy nhiên thì họ cũng dung hòa với việc là cải thiện cái doanh số trên một cửa hàng. Bởi vì đây là cái chỉ tiêu rất là quan trọng thể hiện cái việc là cái chuỗi bán lẻ này nó có đang hoạt động hiệu quả hay không.
Thì nhìn vào cái chart nãy mình có show rồi và bây giờ ở đây mình có show lại, đó chính là cái doanh số trung bình trên tháng trên mỗi cửa hàng nhà thuốc Long Châu, đó chính là cái đường màu cam ở đây, thì dự dự kiến là nó vẫn duy trì ở mức khá là cao. Và trong quý 4 cũng như là quý 1 năm 2022 thì nó đang vẫn ghi nhận một mức tăng trưởng tốt. Cái tiềm năng tăng trưởng thứ hai đối với mảng dược phẩm này đến từ việc là FRT họ có cái lợi thế về mặt quy mô khá là lớn so với những cửa hàng nhỏ lẻ, và đặc biệt đến từ cái việc là họ sở hữu cái SKU rất là lớn, từ 15.000 tới 20.000 SKU. Cái số lượng SKU này sẽ lớn gấp 6 và gấp 7 lần so với những cái cửa hàng nhà thuốc thông thường. Mình sẽ giới thiệu thêm qua một chút đối với những anh chị chưa quen về cái ngành bán lẻ dược phẩm này, đó chính là cái SKU chính là cái số lượng đầu thuốc trong kho của cái chuỗi Long Châu này. Đó, chính vì là sở hữu cái số lượng SKU lớn cho nên là FRT họ sẽ sở hữu một cái lợi thế quy mô lớn hơn so với những cửa hàng nhỏ. Và cuối cùng, đối với cái tiềm năng tăng trưởng từ cái mảng dược phẩm này, làm cho cái mảng dược phẩm này trở nên hấp dẫn so với những cái mảng kinh doanh khác của FRT, đó chính là khi mà mình so sánh FRT đối với những cái đối thủ trong ngành, cụ thể ở đây đó chính là Pharmacity, thì mình thấy là chuỗi nhà thuốc Long Châu hay còn thì đang khá là hấp dẫn về mặt định giá. Mình sẽ so sánh chuỗi nhà thuốc Long Châu hiện tại với Pharmacity ở thời điểm cuối năm 2021. Tại sao mình lại so sánh, có một cái sự so sánh hơi khập khiễng mà thời gian như vậy? Bởi vì ở thời điểm cuối năm 2021 chính là cái thời điểm mà Pharmacity họ được định giá là mức 5.100 tỷ đồng. Thì đầu tiên là mình so sánh với số lượng cửa hàng. Thì Pharma tại cuối năm 2021 thì đang sở hữu là 800 cửa hàng, trong khi đó là Long Châu hiện tại mới sở hữu khoảng 627 cửa hàng. Tuy nhiên thì cái hiệu quả kinh doanh cũng như là cái doanh thu ở Pharmacity và Long Châu thì nó rất là khác nhau. Tại thời điểm cuối năm 2021 thì Pharmacity vẫn ghi nhận chịu lỗ và doanh thu trên một cửa hàng trên tháng thì chỉ ở mức là 370 triệu. Tuy nhiên đối với Long Châu thì hiệu quả kinh doanh mình đánh giá cao rất là nhiều và cái quy mô trên một cửa hàng cũng lớn hơn, khi mà doanh thu thì ghi nhận là 1,3 tỷ đồng trên một tháng, đấy là trung bình. Và lợi nhuận trước thuế trong quý 1 năm 2022 thì đã đạt mức là 26 tỷ đồng, có nghĩa là Long Châu hiện tại họ đã ghi nhận có lãi rồi. Một cái điểm nữa mình đánh giá cao hơn ở Long Châu so với Pharmacity ở cuối năm 2021, đó chính là cái chiến lược kinh doanh của Long Châu thì họ tập trung vào mảng thuốc kê đơn hoặc là những cái thuốc được tư vấn từ dược sĩ. Đó. Trong khi đó thì Pharmacity họ chỉ tập trung bán những cái sản phẩm ngoài thuốc như là dược mỹ phẩm hay là chăm sóc cá nhân và FMCG khác. Do đó thì chính từ việc đánh giá tất cả những cái tiêu chí trên thì mình thấy là chuỗi nhà thuốc Long Châu hiện tại thì nó sẽ không có gì thua kém so với cái chuỗi Pharmacity tại thời điểm cuối năm 2021. Do đó là mình đánh giá là nếu mà để đánh giá một mức fair thì chuỗi nhà thuốc Long Châu sẽ không rẻ hơn so với cái mức định giá 5.100 tỷ đồng của Pharmacity tại cuối thời điểm cuối năm 2021. Và nhìn vào cái định giá hiện tại của FRT khi mà cái vốn hóa của doanh nghiệp này mới chỉ ở mức là hơn 11.000 tỷ đồng. Và trong khi đó là FRT thì họ sở hữu hai cái mảng kinh doanh, mà mảng kinh doanh chính chiếm tới 70% doanh thu thì lại là mảng ICT, và cái mảng chuỗi nhà thuốc Long Châu thì hiện tại mới chiếm khoảng 3% doanh thu. Chính vì thế là cái định giá của cái chuỗi Long Châu này thì sẽ khoảng là, nếu như so với cái vốn hóa hiện tại thì mình ước chừng là mới chỉ khoảng là 3.500 tỷ đồng. Và do đó thì mình đánh giá là cái chuỗi nhà thuốc Long Châu hiện tại đang khá là hấp dẫn về mặt định giá. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình về mã cổ phiếu FRT. Rất cảm ơn anh chị em đã giữ đồng hành cùng mình đến cuối video. Nếu anh chị em đầu tư thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy dành tặng cho mình một like. Ngoài ra đừng quên nhấn nút subscribe cũng như là cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích nào từ team Take Profit nhé.